オンラインベトナム語講座サイト、楽々ベトナム .com。 オンライン講座だからいつでもどこでも勉強できる。まずは無料体験、楽々ベトナム .com で検索。Xin chào mọi người, em là Vân của Lắc Cự Lắc Cự. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người cách nấu phở gà của gia đình em nhé. Đầu tiên là nồi nước dùng mọi người ạ. Trong đây có 3 bộ xương gà em mua ở siêu thị. Mỗi bộ tầm 15.000 đến 20.000 thôi. Bây giờ thì mình sẽ ninh trong tầm 30 đến 45 phút nhé. Mọi người có muốn đi dạo không ạ? Em dẫn mọi người đi tham quan khu nhà em nhé. Em ở khu chung cư Mipec, gần cầu vượt ngã tư sở. Có ai ở ngã tư sở không ạ? Khu này khá yên tĩnh mọi người ạ. Ngay đằng kia có một trường mầm non, bên cạnh là trung tâm tiệc cưới. Siêu thị cũng ngay gần đây thôi ạ. Đây là quán cà phê nhé mọi người. Ở đây có cả cây bán đồ uống tự động này. Ok, thôi bây giờ mình lên nấu phở tiếp nhé. Đây là bánh phở nhé mọi người. Còn đây là các nguyên liệu mình sẽ cho vào nồi nước dùng. Thảo quả, quế, đại hồi, hành tây nướng, hành khô nướng, hạt tiêu. Ngoài ra thì mình có thể cho cả củ cải cho nước dùng ngon hơn nhé. Ok, bây giờ thì mình sẽ luộc gà mọi người ạ. Vì là phở gà nên tất nhiên là không thể thiếu thịt gà rồi. À, con gà này là gà nuôi ở vườn cam của bố em đấy. Bố em mới gửi lên cho. Ok, quay lại với nồi nước dùng nhé. Đây là viên cốt xương hầm mọi người ạ. Mình sẽ cho tầm 3 viên vào đây. Sau tầm 45 phút ninh thì mình sẽ vớt xương ra. Và sau đó sẽ cho tất cả những nguyên liệu này vào. Củ cải cũng cho vào luôn. Sau khi nước sôi thì mình sẽ cho mọc vào mọi người ạ. Cái này gọi là mọc thịt lợn xay ý mọi người. Cái này nhanh chín lắm. Cho vào đun tầm 5 đến 10 phút thôi là có thể vớt ra được rồi. Gà chín rồi mọi người ơi. Giờ mình sẽ vớt ra đĩa nhá. Thịt gà luộc thì em cực kỳ thích luôn ý. Chấm muối chanh, ớt thì đỉnh lắm luôn ý mọi người. Có ai thích ăn thịt gà luộc không ạ?
Giờ mình sẽ vớt lọc ra. Tiếp theo là mình sẽ lọc thịt gà nữa. Cuối cùng cũng xong rồi mọi người ơi. Mọi người thấy sao ạ? Cũng không khó đúng không ạ? Nhà em thích ăn phở nên hay nấu lắm. Có cơ hội mọi người hãy thử làm nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip. Có anh chị nào ở Hà Nội muốn rủ em đi ăn phở thì cứ alo em nhé. Vậy nha mọi người, hẹn mọi người ở clip sau nhé. Bye bye.